Mọi người ơi, mọi người ơi, đã có ai ăn bánh xèo nấm mối chưa? Ngon hết sảy nè, ngon lắm luôn á. Nấm mối nó mọc tự nhiên á mọi người, tới mùa mới có nha. Đây nhà mùi bán nè, rất là nhiều luôn, ngon lắm luôn á mọi người ơi. Ai chưa ăn thì hôm nay mùi mời cùng ăn với mùi nhé, rất là ngon luôn. Mời cả nhà ăn bánh xèo. Bánh xèo nhà làm nha mọi người. Mình mua chỉ hai cái là đủ. Chấm nước mắm. Cuốn với lại bánh chén. Ăn với rau sống. Tôm tươi nha mọi người, rất là ngon. Nấm nấm mối xào với hành lá thơm. À, để đi ra hái mấy cái lá húng ăn. Nấm mối xào lên với hành lá, không đổ hến xèo ăn rất là ngon luôn mọi người. Ngon, giòn giòn, dai dai, sực sực, thêm tôm tươi nữa.